Nghiêng về bên đây. Bây giờ
đường đối thủ đi cho nó tăng ngang tầng ngang sức à, chứ không có gì mà đưa được đội đẹp đi à. Rồi cháu lên 3 sao? Rồi, bên đây sẽ chọn bài 3 hương to. Bây giờ nhiệm vụ của em và nhiệm vụ của em này đó là gì? Phải lắc tay. Làm sao mà sao? Lắc mặt. Lắc mặt và cùng nhau hát bài đó. Ví dụ như đây là hát bài cháu lên 3. Bạn. Hai tay nhịp khác nhau rồi không có gì vậy. Bên đây. Đó, ở bên đây là bài cháu nhà thứ gì? 3 hương to. Cùng nhau hát nha. Bây giờ cứ nhau. Giọng nào? Cả nhà đứng nhau á. Bài nào? Cả nhà đứng cao. Bài. Đây. 1 2 3. Ba người tiến hai bên này ba mẹ đi 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 ba m
bạn sẽ được gắt, giống như bạn sẽ được gắt. Bao nhiêu một không hả? Bên này cũng đã được gắt. 1, 2, 3, 1. Một, 2, 3, 1. Nói chung là cầm.